Xin chào tất cả các bạn. Tôi là Vũ Minh Trường. Hôm nay tôi đến đây để chia sẻ với các bạn về bí quyết của đầu tư, để các bạn hiểu được thực sự đầu tư nó là gì và làm thế nào để khiến cho các shark, những nhà đầu tư sẽ đầu tư vào công ty của các bạn. Thì nói về vấn đề đầu tư ấy, nó rất đơn giản thôi, nó gồm 3 yếu tố. Đầu tiên là tài nguyên. Tài nguyên ở đây có thể là tiền, là mối quan hệ hoặc là tri thức. Sau đó chúng ta sẽ đầu tư vào một đối tượng, ở đây có thể chính là bạn hoặc là công ty của các bạn. Và cuối cùng, nhà đầu tư họ sẽ muốn cái gì? Họ muốn lợi nhuận từ cái việc họ đầu tư. Thế thì để cho một nhà đầu tư quyết định đầu tư vào bạn sẽ cần có 3 yếu tố. Đầu tiên đó chính là số vốn. Ở trên thế giới, những nhà tỷ phú họ có những cái deal, những thỏa thuận mà đôi khi nó chỉ về 1% hoặc 2% thôi. Tuy nhiên số vốn họ đầu tư rất lớn, thậm chí cả đến chục tỷ đô la. Thì 1% của một chục tỷ đô la nó cũng rất giá trị và nó xứng đáng để họ đầu tư. Nhưng mà nếu mà bạn gọi vốn từ bạn bè, gia đình, người thân thì số vốn nó phải là một cái thứ bạn cần quan tâm. Tại vì bạn không thể nào mở một cái showroom ô tô với giá 100 triệu được. Đấy là điều không tưởng. Điều thứ hai đó là tỷ suất lợi nhuận. Tỷ suất lợi nhuận nó sẽ ảnh hưởng đến cái thời gian mà thu hồi vốn. Và hai nữa là nó sẽ ảnh hưởng đến cái quyết tâm đầu tư của nhà đầu tư đối với cái startup của bạn. Có một cái ngành kinh doanh ở Việt Nam siêu lợi nhuận, nhưng mình chưa thấy ai giàu lên từ cái ngành kinh doanh đấy. Đó chính là ngành kinh doanh trà đá. Bạn chỉ cần bỏ 10.000 thôi, bạn đun một ấm trà và một cái cốc trà bạn bán được 2-5.000 thì một ngày bạn có thể thu đến 200.000, đúng không? 10.000 mà bạn thu được 200.000, tức là tỷ suất lợi nhuận cực cao mà chỉ trong một ngày. Thế nhưng mà các bạn đã thấy mấy ai đầu tư và giàu được nhờ trà đá, đúng không? Thế nên là tỷ suất lợi nhuận, nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng đến số vốn để quyết định là cuối cùng cái số tiền bạn thu về là bao nhiêu. Và cuối cùng, cái yếu tố cuối cùng và các nhà đầu tư luôn mong đợi và họ sẽ ước tính khi họ đầu tư cho bạn, đó là thời gian hoàn vốn. Thời gian hoàn vốn tức là khi mà tôi đầu tư cho bạn 10 tỷ thì trong bao lâu tôi sẽ thu lại được 10 tỷ của tôi. Các bạn cho mình vay 1.000 và mình hứa trả cho các bạn 100 triệu thì các bạn có đồng ý không? Nếu mà mình nói mình vay của các bạn 1.000 đồng và mình hứa trả 100 triệu đồng, đúng mình sẽ thực hiện, nhưng sau 1.000 năm nữa thì chắc là sẽ không ai muốn cho mình mượn 1.000 đồng, đúng không? Thì đó chính là 3 cái yếu tố mà khiến nhà đầu tư sẽ quan tâm và băn khoăn có đầu tư cho startup của bạn hay không. Rất cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong số tiếp theo. Thôi được rồi, bây giờ anh đưa nốt cái offer cuối cùng để em chọn nhé. Là anh đồng ý đầu tư cho em 3,5 tỷ đổi lấy 30% cổ phần. Và nếu mà em thất bại thì bản thân cái team của em phải về làm cho anh 1 năm. Anh đưa ra 2 option để em chọn. Bây giờ tóm lại là em có 2 offer nhá. Offer. Cái offer của Sắc Phú.